Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, chào đón các ngày lễ lớn như ngày 30 tháng 4 và hướng tới tháng 5, mừng ngày sinh nhật Bác, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị do dò của muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Em tên là Phạm Xuân Bảo, học sinh lớp 6-1, trường trung học cơ sở 19 tháng 8, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xin được trân trọng giới thiệu với các thầy cô giáo và các bạn học sinh cuốn sách Cho và Con, chỉ thiết về Bác Hồ và cụ Phó Võ Nguyễn Sinh Sát của nhà văn Hồ Phương. Vâng, thưa các thầy cô giáo và các bạn, khi nói tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người con Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung đều có chung một cảm xúc, đó là sự trân trọng và mến phục. Một con người thật lớn lao, vĩ đại lại rất đổ dẫn dị. Một con người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho tự do dân tộc, hạnh phúc đồng bào. Đây là Phạm Xuân Bảo, học sinh lớp 6-1, trường trung học cơ sở 19 tháng 8, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Xin được trân trọng giới thiệu với các thầy cô giáo và các bạn học sinh cuốn sách Cho và Con, chỉ thiết về Bác Hồ và cụ Phó Võ Nguyễn Sinh Sát của nhà văn Hồ Phương. Vâng, thưa thầy cô và các bạn, khi nói tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lòng mỗi người con Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung đều có chung một cảm xúc, đó là sự trân trọng và mến phục. Một con người thật lớn lao, vĩ đại lại rất đổ dẫn dị. Một con người đã hy sinh cả cuộc đời mình cho tự do dân tộc, hạnh phúc đồng bào. Cuốn tiểu thuyết Cho và Con của nhà văn Hồ Phương, một cuốn tiểu thuyết viết về Bác Hồ dưới một góc độ hoàn toàn mới. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Bác, nhưng lại dành đa số trong viết để miêu tả khắc họa hình ảnh cụ Phó Võ Nguyễn Sinh Sát, người cha của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách được in của 16, nhà hưng báo, dài 375 trang, do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2017 của nhà văn Hồ Phương. Sách in lần thứ 6, và sách nổi bật với màu xanh nhỏ nhạn của nền trời, đặc điểm trong xanh và màu xanh nâu mượt mà của thảm cỏ. Nổi bật cây này xanh ái là hình ảnh hai cha con đang hướng về nơi xa xăm. Mặt sau của cuốn sách là lời đề từ giải bài cảm xúc và suy nghĩ của nhà văn. Cho và Con đã khắc họa chân dung của Bác Hồ từ khi còn là cậu bé 10 tuổi, đến khi quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Không gian được mở rộng từ lần chùa, lần sen, Nam Đoàn, Nghệ An, Kinh Đô Huế, Phan Thiết, nơi cụ thân sinh của Bác dạy học đến Sài Gòn, nơi Nguyễn Tất Thành nhận thức được rằng muốn đánh Pháp phải hiểu được Pháp và lên đường tìm lại con đường giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận sự thật được rằng cụ Phó Võ Nguyễn Sinh Sát là một nhà sĩ phu yêu nước, một người cha đã định hình cho nhân cách của Hồ Chí Minh từ cách sống, cách suy nghĩ, đến con đường ra đi tìm đường cứu nước từ Hồ Chí Minh còn thơ. Chính sự định hình này mà Bác Hồ trở thành một thiên tài của dân tộc, một danh nhân văn hóa của nhân loại. Cho và Con không chỉ là một tác phẩm văn học mà còn đã trở thành một cái nhìn mới. Cái nhìn về gốc rễ đó tạo nên một Hồ Chí Minh vĩ đại cho đến tận ngày nay và mai sau. Mời các bạn học sinh tìm đọc cuốn sách Cho và Con của nhà văn Hồ Phương. Cuốn sách dòng 6 chương, chương 1 giới thiệu về gia đình và tuổi thơ của cậu bé Con. Tên gọi lúc nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương 2. Cậu bé Con, anh Kim theo cho đến sinh. Chương 2. Cậu bé Con, anh Kim theo cho đến Thanh Chương, Nghệ An dạy học. Chương 3. Hành trình của ba cho con vượt đều ngon, xong Huế nhận chức. Chương 4. Kể cho người đọc chứng kiến sự sụp đổ của triều đình Huế. Chương 5. Hành trình của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành từ Quy Nhơn và Bình Khê để từ giã cho dấn thân vào một cuộc ra đi không hẹn ngày về. Chương 6. Hành trình của thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn. Rồi. Cho và Con không chỉ là một tác phẩm văn học mà đã trở thành một cái nhìn mới. Cái nhìn về gốc rễ đó tạo nên một Hồ Chí Minh vĩ đại cho đến tận ngày nay và mai sau. Mời các bạn tìm đọc cuốn sách Cho và Con của nhà văn Hồ Phương nhé. Bài thuyết trình của em đến đây là hết. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã chú ý lắng nghe. Cuối cùng, em xin chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp.